Hôm nay chúng ta sẽ qua cái tư duy triệu phú số 13 ha. Người thành công là họ chú trọng vào tổng tài sản, còn người chưa thành công thì họ chú trọng vào những cái thu nhập từ việc làm. Nếu như mà các anh chị vẫn chưa có được cái cuộc sống tự do về tài chính thì các anh chị hãy thử hỏi lại cái sự tập trung của các anh chị là anh chị đã thật sự là tập trung vào tổng tài sản chưa. Hay còn nếu như mà các anh chị hỏi một người nào đó hoặc là nghe một ai đó nói chuyện thì các anh chị hãy thử thử kiểm tra xem thử rằng là nếu như mà các anh chị thấy rằng là họ cứ đề cập hoặc là nói về cái thu nhập thôi. Ví dụ như là hôm nay thu nhập của tôi là tháng này là bạn kia được tăng lương, rồi sao ông sếp của tôi chưa có tăng lương cho tôi. Đấy, rồi mình mới vừa làm thêm hai công việc nữa, hy vọng là thu nhập của mình nó sẽ tăng lên một chút xíu. Rồi lương của mình mới vừa tăng được từ 5 triệu lên 10 triệu hay là từ 5 triệu lên 6 triệu. Ok, các trời, nếu như mà các chị hay nghe những cái câu chuyện mà người ta đề cập về cái mức lương thôi thì các anh chị sẽ hiểu rằng là đó là những anh chị họ chưa có cái tư duy của một nhà triệu phú. Các anh chị ha, chắc chắn với các anh chị luôn. Còn những cái người mà họ đang có cái khối tài sản, và ở đây ông chỉ thấy cơm nói rằng là người ta đong đếm cái sự giàu có là bằng cái tổng tài sản chứ không phải là bằng cái thu nhập từ việc làm. Các anh chị, nhưng mà có phải là một cái người, ví dụ như là một cái người có cái thu nhập 100 triệu một tháng ha, và một cái người có thu nhập 10 triệu một tháng đi, thì khi mà các anh chị nhìn vô hai cái người này thì mình nghĩ rằng là cái người có thu nhập 100 triệu là có khi giàu có hơn. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta xét vào cái tổng tài sản thì cái anh mà làm ra 100 triệu lợi nhuận ở trong vòng 10 năm qua, anh ta không dư được bất cứ cái gì cả. Anh ta cứ có tiền sao anh ta lại hết tiền, anh ta cứ lao ra tiền là anh ta lại mất tiền. Đấy, trong khi cái người họ làm ra 10 triệu một tháng thôi, nhưng mà mỗi tháng anh ta dư tới 5 triệu. Anh ta đã tích góp và anh ta đã sở hữu cho mình một cái bất động sản vài trăm triệu và vài trăm triệu và gia tăng lên vài tỷ. Thì sau 10 năm, cái anh mà có thu nhập 10 triệu, anh có dư được một bất động sản vài tỷ. Còn anh mà có thu nhập 100 triệu, anh ta không có một cái tài sản dư gì hết. Anh ta làm ra bao nhiêu, anh ta hết bấy nhiêu, thậm chí rằng là anh ta không biết quản lý tiền, thậm chí nó còn thâm nợ và đổ đổ nợ luôn. Và anh ta đang có một cái doanh nghiệp bị âm dấu nữa. Vậy thì nếu mà xét theo tổng tài sản thì các anh chị thấy ai giàu có hơn ai? Các anh chị rõ không ạ? Ví dụ như là trong môi trường câu lạc bộ của Thêu, là người thầy của Thêu đi, mỗi buổi tối lúc 20:30 các anh chị sẽ gặp được người thầy của mình. Thầy của Thêu sẽ chia sẻ cho các anh chị những tư duy, phẩm chất, thói quen của một nhà triệu phú, của một doanh nhân thành đạt. Các anh chị nghe xong là các anh chị sẽ thấy một sự khác biệt. Thì giả sử đơn giản thôi, nếu mà nói về cái tổng tài sản của người thầy của mình với lại của những cái người mà họ đang sở hữu những cái doanh nghiệp nghìn tỷ. Bây giờ hỏi các chị là mình nghe một cái người họ sở hữu doanh nghiệp nghìn tỷ, nhưng mà vốn vốn thì có nghĩa là cái số nợ của họ đó là đâu đó là cũng cũng vài trăm tỷ rồi các anh chị, nhưng mà có nghĩa là cái nghìn tỷ đó nó không phải là của họ hết mà nó còn có cái nợ nữa. Thì khi mà mình cái thời thời kỳ kinh tế nó đang không có được tốt đẹp và họ không có khả năng quản lý tiền, họ không có khả năng điều tiết được cái doanh nghiệp đấy và cái dòng nợ nó cao hơn cái dòng tiền nó không có, thì cái người mà có cái doanh nghiệp nghìn tỷ đấy với là một cái người tuy họ không có doanh nghiệp nghìn tỷ nhưng mà dòng tiền cũng như là tổng tài sản của họ, họ sở hữu, họ làm ra bao nhiêu tiền, họ tích góp, họ sở hữu bất động sản, còn những cái bất động sản của họ nó cứ gia tăng lên, họ biết sở hữu những cái bất động sản tốt, những cái bất động sản tuyệt vời và nó gia tăng lên cho họ. Và thay vì sở hữu qua cái doanh nghiệp nghìn tỷ thì cái anh này anh sở hữu cái khối tài sản là gì ạ, 500 tỷ. Thì cái ai là cái người giàu có hơn các anh chị, nhung đúng không ạ? Nên là thước đo của sự giàu có ở đây á, các anh chị phải nhìn nhìn tổng quan, thước đo của sự giàu có đó chính là cái tổng tài sản. Từ nay về sau, từ hồi nhỏ tới lớn giờ, các anh chị được ai nhắc cho các anh chị nghe về tổng tài sản chưa? Đấy, thì cái khả năng IQ về tài chính các anh chị sẽ bắt đầu mở ra nè, cái thấu hiểu về tiền của mình nó sẽ mở ra nè. Đó chính là gì ạ? Mình phải tập trung vào cái tổng tài sản của mình chứ không phải là mình tập trung vào cái thu nhập từ cái việc làm không các anh chị. Vậy thì cái tổng tài sản á, nó sẽ gồm bốn yếu tố như sau. Các anh chị sẽ tập trung vào bốn yếu tố này để gây dựng ra cái tổng tài sản cho mình. Bốn yếu tố đó chính là, thứ nhất là nó về cái thu nhập. Nó sẽ gồm cái, để mà anh chị có thể có được cái tổng tài sản lớn á, thì nó sẽ tổng hợp từ bốn yếu tố. Thứ nhất là từ cái thu nhập. Yếu tố thứ nhất là cái thu nhập của các anh chị. Yếu tố số 2 đó chính là chúng ta phải có khả năng tiết kiệm tiền. Cái số 3 đó chính là chúng ta phải biết cách gia tăng cái dòng tiền đó lên, hay còn gọi là chúng ta phải biết dùng cái tiền đó để chúng ta gia tăng cái dòng tiền của mình lên, tạo ra những cái khoản thu nhập thụ động. Và cái thứ tư là chúng ta sẽ bắt đầu đơn giản hóa cuộc sống của mình lại. Thì cái dòng thu nhập của mình ấy, đầu tiên là yếu tố quan trọng là chúng ta phải tạo ra được cái thu nhập. Cái việc mà đi làm tạo ra tiền nó chỉ là một cái bước một,
Nó chỉ là một cái bước, bước một và một bước trong cái việc xây dựng tổng tài sản thôi. Nên nếu như các anh chị nào ở đây mình chỉ đang tập trung vào cái thu nhập từ việc làm, đang tập trung vào cái chuyện là mình chỉ có chăm chăm đi làm kiếm tiền và hy vọng rằng là mình làm nhiều hơn thì mình sẽ dư dả hơn, là nó không đúng. Là anh chị chỉ có một cái bánh xe thôi đó, còn cái người khác đó là họ tới bốn cái bánh xe. Anh chị nhưng mà có để mà đi tới được cái sự thịnh vượng của họ, họ phải gồm tới bốn cái bánh xe, là tập trung tạo ra thu nhập, tập trung tiết kiệm tiền, tập trung gia tăng dòng tiền và tập trung trong cái việc đơn giản hóa cuộc sống của mình lại. Thì bốn cái bánh xe này nó mới hướng tới cái sự thịnh vượng, hướng cho anh chị tới một cái khối tài sản lớn được. Còn còn hồi xưa đó là bản thân của em thì không có biết, khi mà không có đến, chưa đến môi trường câu lạc bộ mình thật sự không biết, thì mình chỉ biết là mình đi làm có tiền thôi, thì mình nghĩ rằng là bây giờ mình đi làm mình cần tiền thì mình đi làm mình tạo ra tiền, mình làm nhiều thì mình sẽ có nhiều tiền, mình làm ít thì mình sẽ có ít tiền. Các anh chị nào ở đây mình có suy nghĩ như vậy không ạ? Nhưng mà ông Tiến hay cơm nói rằng là đừng có hy vọng rằng là bạn làm ra nhiều tiền thì bạn sẽ có nhiều tiền nhé, bạn đi làm nhiều thì bạn có nhiều tiền nhé. Bởi vì sao? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có một cái quy luật như thế này nè, đó chính là thu nhập của các anh chị á nó sẽ tỷ lệ thuận với những cái khoản chi tiêu. Nghĩa là dạ, thu nhập các anh chị càng lớn thì những cái khoản chi tiêu các anh chị nó càng nhiều, chắc chắn là đó là cái quy luật rồi các anh chị, nó không có chạy cái đường đâu đó ạ. Cái quy luật của các anh chị nó là như thế rồi à, cái quy luật đó là gì, chi tiêu nó luôn tỷ lệ, nó luôn tăng tỷ lệ thuận với thu nhập. Đây là một chuyện rất là bình thường trong xã hội. Nên nếu như các anh chị chỉ tập trung vào cái thu nhập đi kiếm tiền thôi á, thì các anh chị sẽ không có nhanh chóng đạt đến cái sự thịnh vượng về tài chính của mình được. Các anh chị rõ chưa ạ? Bao nhiêu số chị hiểu điểm đó không ạ? Các anh chị có đang tập trung không? Mình đang thật sự tập trung không? Anh chị nào đang tập trung thì comment để tôi tập trung để em xem thử.